Bây giờ, về một số xã ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều sắc diện đổi thay. Người làng hoa, người làng rau, làng nghề truyền thống cũng trở nên năng động, rộn ràng, bởi họ biết rằng họ đã là người dân của thành phố, của đô thị loại 1. Không phải từ khi thành phố Đà Nẵng được công nhận đô thị loại 1, mà trước đó theo bản đồ quy hoạch, người ta đã bắt đầu săn lấp một số mặt bằng ở những chân ruộng. Không lâu nữa, nơi đây sẽ mọc lên khu dân cư và khu đô thị mới. Rồi đến khi thành phố Đà Nẵng là đô thị loại 1, nhiều mảnh ruộng như thế này lại tiếp tục được săn lấp, nhường chỗ cho những công trình. Tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, gần 1.000 hecta đất nông nghiệp của Đà Nẵng đang bị thu hẹp và đặt ra nhiều mối băn khoăn, lo lắng cho bà con nông dân ở những xã ven đô, nhất là vấn đề về việc làm và đời sống. Bà con nông dân những vùng này xưa nay sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp và khá lên cũng nhờ vào nông nghiệp, bởi là những xã ngoại vi thành phố nên việc lưu thông trao đổi buôn bán hàng hóa, nông sản thực phẩm khá dễ dàng và thuận lợi. Bây giờ thì khác. Dù vậy, từ lâu bà con đã chuẩn bị tư tưởng cần phải thích nghi với đô thị hóa. Chính quyền thành phố và địa phương cũng đã và đang có nhiều hoạch định chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành nghề, bố trí lại dân cư cho hợp lý. Những con đường trải nhựa, đường bê tông đang rùng rục nối đuôi nhau hình thành trên từng cây số, thuận lợi cho việc phát triển thương mại, dịch vụ. Bà con cũng phấn khởi hẳn lên. Những làng nghề truyền thống, những làng chuyên canh cũng đã khôi phục và hình thành thu hút một lượng lớn lao động tham gia. Vùng chuyên canh rau an toàn ở xã Hòa Tiến chẳng hạn, mới trồng thí điểm 10 hecta rau an toàn thôi mà người ta đã thấy hiệu quả rõ ràng. Một sào rau an toàn hiệu quả gấp 2-3 lần sào lúa. Các lão nông bao đời làm ruộng cũng thấy rõ điều đó và nhất nhất nghe theo sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của nhà nước. Và lại, trồng rau dễ dàng, nhẹ nhàng thích ứng với mọi lứa tuổi. Ở vào tuổi 70-80 như các cụ mà làm nông thì vất vả. Bây giờ ngày nào mà không ra thăm ruộng rau sạch và làm một việc gì đó thì thấy buồn. Sắp tới địa phương sẽ mở rộng 10 hecta rau an toàn nữa để phần nào đảm bảo cung cấp lượng rau sạch cho thành phố. Giống, vốn, kỹ thuật và phương pháp canh tác đã có trung tâm khuyến nông lo, bà con nông dân cứ thế mà tham gia. Lúc đầu thì cũng hơi khó khăn, nhưng mà dần dần bà con họ dần quen, họ thấy cái hiệu quả từ cái cây lúa mà chuyển qua cây nào là có thể là đạt gấp 2, gấp 3 lần của cây lúa, cho nên bà con có cái thời. Cho nên người dân của những nơi hai huyện bây giờ là rất ngay chủ trương, đồng thời là họ cũng hưởng ứng đó, họ ra họ lồng qua mà họ để một phục vụ cho thành phố. Tuy nhiên, địa phương Hòa Tiến cũng cần phải có sự quan tâm đến nơi, đến chốn, về nước tưới cho bà con thuận lợi làm rau. Hệ thống tưới tiêu đã lắp đặt lâu rồi, nhưng nước vẫn chưa có. Vì sao vậy? Trồng cái này là có cái hậu quả này, kết quả. Mà có thằng kết là trời tôi ước mơ, mà nước mấy bà vỏ tan đang vô đằng đây mà trời máy mắt không có tiền mua máy ra để khô đây này. Trời cực lắm, nước không có cô à. Chúng tôi có mặt ở làng Hoa Dương Sơn thuộc xã Hoài Châu. Sau Tết mà bà con vẫn còn lao động nhộn nhịp. Bây giờ mà họ đã chuẩn bị hoa cho cả đến rằm tháng Tư. Làng chuyên canh hoa này hình thành đã lâu, nhưng từ khi không còn đất sản xuất, lãnh đạo xã Hoài Châu đã quy hoạch và mở rộng diện tích trồng hoa, cải tạo vườn tạp, phá bỏ những loại cây trồng không hiệu quả để trồng hoa. Hoa cho giá trị kinh tế cao hơn so với rau và nhiều loại cây trồng khác. Một người trồng hoa cuối năm, nhất là vào dịp Tết, có thể thu đến vài chục triệu đồng. Bà con nông dân ở đây vẫn hy vọng làng hoa này sẽ đảm bảo về số lượng và đa dạng giống hoa cung cấp cho thành phố. Người có thu nhập thấp ở thành phố sẽ không phải mua hoa từ Đà Lạt hoặc hoa ngoại với giá thành cao. Một số nơi khác ở Hòa Tiến cũng vậy. Anh Thiên giàu lên nhờ trồng hoa và trở thành nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố.
cũng nhờ trồng hoa. Anh Thiên kể, ngày trước anh trồng đủ loại cây, từ cây ăn trái đến rau, nhưng cũng thu nhập trung bình, không có sự đột biến nào đáng kể. Từ khi nhà nước khuyến khích mở rộng diện tích trồng hoa, học kinh nghiệm từ nhiều làng hoa khác, anh mạnh dạn vay vốn và phá bỏ vườn tạp, rồi chuyển sang chuyên canh hoa. Gần 3 năm nay anh đã quyết định chọn nghề chuyên canh hoa làm chính. Có dự án những cái trang trại trồng hoa, rồi trồng rau an toàn, thì vấn đề này chúng tôi thấy là người nông dân tôi rất là vững tin, tại vì dù muốn dù không cái gì đó mà rồi là chính quyền hoặc lãnh đạo ưu tiên thì dĩ nhiên thì không phải là ưu tiên về cái đất không, nhưng mà sẽ tiếp tục ưu tiên về đất, rồi ưu tiên sẽ ưu tiên sự đầu tư nếu có ở chỗ nhà nước. Về hoa chúng tôi cũng mong là có một cái điểm mà chúng tôi tập trung đó, tức là những cái có thể nói là những cái sản phẩm của người nông dân về nông nghiệp, là tập trung một cái điểm nào đó để cho người nông dân tất cả, không phải như hoa nhưng mà có thể là rau hay là quả hay là thực phẩm, tức là tập trung về một cái tức là khi này sau này chúng ta sẽ một thành hội hệ an toàn và đầu vào như đầu ra đảm bảo cái này đó. Chứ còn bây giờ hiện tại là chúng mua trước kia là dĩ nhiên là chúng tôi mua chúng làm ra đem xuống bán, nhưng mà có cái là giá cả nhiều lúc chúng tôi phải chấp nhận lỗ. Khi đầu tư một cây trúc là có thể là gần ngàn, một ngàn mà chúng nó bán 400 cũng có. Khó khăn nào cũng tháo gỡ được nếu người ta thực sự quan tâm đến nó. Mỗi địa phương có mỗi kế hoạch đột phá riêng, nhưng hầu hết đều chuyển cơ cấu từ thuần nông sang thương mại dịch vụ, giảm diện tích lúa sang trồng các cây thực phẩm hoa màu. Có nơi người ta mở rộng các trại chăn nuôi tập trung. Các trại chăn nuôi này ít nhiều cũng đủ cung cấp lượng thịt cho thành phố. Còn các hợp tác xã thì cũng trở nên năng động và phát huy hết năng lực quản lý điều hành của mình. Hợp tác xã Hòa Châu 1 mới đây mở thêm nhiều ngành nghề, dịch vụ để thu hút lao động. Trong cái hướng mình đấy thì với một hợp tác xã kiểu mới trong cái thành phố của đô thị đội 1 chúng ta, thì hợp tác xã chúng tôi cũng chuyển mình theo cái hướng đó. Có nghĩa rằng là trong dịch vụ chúng tôi chuyển cái thủ công bằng cái dịch vụ bằng cái cơ giới hóa, ví dụ thao làm đất thì chúng tôi tăng cường thêm cái máy cài để mà làm cái cơ giới hóa thì mình cũng tăng hàng trăm, và các cái thao như thủy nông rồi thực vật chúng tôi cũng đưa cái khoa học kỹ thuật vào để tưới tiêu theo cái chương trình khoa học, cũng như là cái bảo vệ của thực vật thì đưa cái tiếp tục phát triển mạnh cái chương trình UGM, chương trình UGM cho nông dân, để nông dân tăng cái kiến thức để mà tăng quá trình nhận thức, để tăng cái năng suất sản lượng cao và nắm hiểu thêm về các cái loại giống mới để mà cung cấp cho đô thị đội 1 về cái dựa gạo chất lượng cao và các cái loại giống mới để mà tăng cường cho cái người nông dân tăng cái quá trình thu nhập tốt hơn. Hòa Châu là một trong những địa phương mà hơn một phần nửa diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, hơn 350 hectare trên tổng số 670 hectare đất nông nghiệp được san lấp để hình thành các khu đô thị, khu dân cư và các công trình giao thông. Trước thực tế trên, Hòa Châu đã nhanh chóng khôi phục các làng nghề truyền thống và phát triển thêm nhiều ngành nghề khác để đảm bảo cuộc sống cho bà con nông dân khi không còn đất sản xuất. Để mà đảm bảo cho cái việc đó là thực hiện cái tiến trình đô thị hóa với cái thành phố là đô thị đội 1, thì chúng tôi cũng chuẩn bị là tư tưởng cho nông dân Hòa Châu, hay nói đầy đủ hơn là chuẩn bị cho nhân dân Hòa Châu với cái tư tưởng là sẵn sàng xã và khỏi mắt đất sản xuất. Chúng tôi cũng đã đề ra cái chủ trương, tức là khuyến khích các cái gia đình có cái thành phần kinh tế mở rộng các cái cơ sở, tức là các cái bãi cát, các cái cơ sở khai thác cát sạn trên cái địa bàn của xã. Về mặt sản xuất thì những năm qua cũng như những năm gần đây như vậy là chúng tôi cũng đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đặc biệt là các cái vùng mà là sản xuất rau cây thực phẩm thì chúng tôi cũng đã là tập trung sản xuất đó là 10 đến 15 hectare rẻ rác ở các thôn. Thực vậy,
Hiện nay các bến cát này là nguồn thu nhập chủ yếu cho một bộ phận dân cư địa phương. Mỗi tháng, mỗi lao động cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Dọc theo sông Yên thuộc địa phận xã Hòa Châu có 7 bến khai thác cát như thế, giải quyết được hàng trăm lao động thiếu việc làm. Bây giờ, những người dân ở đây mới thấy những bến cát này là thiết thực và thức thời hơn cả. Người ta làm ngày, làm đêm cũng không đủ cung cấp lượng cát sản phục vụ cho thành phố đang xây dựng. Và ai cũng hy vọng Hòa Châu sẽ mở thêm nhiều bến cát. Nhưng còn phải làm thế nào để các bến cát không rơi vào tình trạng bấp bênh, không ổn định? Đó là chúng tôi phát triển cái ngành nghề mà ở đây như vậy là có cái cơ sở bến cát. Thực ra là cái tính ổn định là nó cũng bấp bênh. Bởi lẽ ở đây thành phố là cho quy hoạch là những cái vùng để khai thác là cát. Nhưng mà lại là những cái nơi như vậy là cũng chưa được là quy hoạch. Cho nên thành thử là có cái chủ cơ sở cát sản ở đây như vậy lắm lúc cũng phải là đi khai thác chui, đi là khai thác mà không được là có sự cho phép. Song song với những bến cát, các làng nghề truyền thống cũng đã và đang hồi sinh như làng Chiếu Cẩm Lê, Đan Yến Lê, làng Bánh Khô Mè Quan Châu. Không phải là đô thị hóa thì các làng nghề này cũng không có lý do gì để không hồi sinh. Nghề làm bánh khô mè Quan Châu từng có từ hơn 150 năm. Qua nhiều thăng trầm, qua nhiều biến đổi, có lúc nó gần như thất truyền. Nhưng bây giờ thì hầu như nhà nào cũng nổi lửa. Các chị ở đây còn thành lập cả tổ hợp làm bánh khô mè để kịp cung cấp cho các đơn đặt hàng ra ngoài địa phương. Các cái gì mà quy hoạch thì sẽ dần dần sẽ mất mất. Do đó là cái công an việc làm của nước phận là cái phụ nữ của chúng tôi thì có thể là khó khăn. Do đó là khôi phục lại cái làng nghề này nha. Đồng thời là cũng giải quyết được công an việc làm. Đồng thời nó thì thu nhập lại cái kinh tế cho từng hộ gia đình. Trong quá trình hội nhập với đô thị, các xã ven đô cũng gặp không ít thử thách cần phải vượt qua. Người dân ở những vùng quê này đã biết tự cởi dần chiếc áo lấm bùn. Bởi dù cách thành phố không bao xa, nhưng nông thôn thì vẫn cứ là nông thôn. Bây giờ thì đã khác, người ta đã dần thay đổi quan niệm, thay đổi những thói quen, tập quán để hòa nhập với đô thị. Nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ ở các xã ngoại vi thành phố Đà Nẵng đang hình thành và phát triển. Giờ đây, về các làng quê này, người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên về tốc độ đô thị hóa và cũng không khỏi ngạc nhiên về sự nhanh chóng thích nghi của người nông dân đối với môi trường xã hội mới.